Dạ rồi, mã số 291 nha. 291 là một cây găng vàng VIP nha, thành phẩm luôn. Cây này găng này là găng lá nhỏ mũi mát nha cả nhà. Găng lá nhỏ nha. Tổng hoành đo được là 98 nha. Tổng hoành đo được 98. Hoành thân này đo được là 46. Hoành thân bên này đo được là 27 nha. Cây cao, cây cao là 72. Đang nằm chậu lọt lòng là 63. Chậu lọt lòng 63. 63 nhân cho 37 nha. 63 nhân 37. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu là 4,5 triệu bao ship nha. Giao lưu nhanh luôn. 4,5 triệu bao ship. Cây này đáng đồng tiền bát gạo cả nha. Cây đang bung lọc rất là đã luôn. Cây đang bung lọc tươi luôn nha. Cây này là khoảng một tuần nữa là nó tùm nữa thôi. Găng quàng nha cả nha. Cây này mới vô dây định hình lại ok luôn rồi. Định hình phát là thành phẩm luôn. Mình xem tham khảo luôn nha. Mã số 291, 4.500k bao ship. Rồi, cây hải châu mã số 241 nha. Là một cây hải châu lá nhỏ dáng văn nhân. Hoành gốc đo được là 13. Cây cao là 80. Chậu là 31 nha. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu là 900k bao ship nha. 900k bao ship cho cây hải châu này luôn. Cây này đế đẹp nha nha. Ê, đế đẹp. Có thị thơm không? Dạ, thị thơm thì em có cây lớn nha. Em còn cây lớn thì nếu mà được duyên thì anh cứ kết Zalo em gửi qua nha. Rồi, mã số 241, 900k bao ship cho cây hải châu lá nhỏ dáng văn nhân này luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Dạ rồi, mã số 491 nha. Là một phôi bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe. Tổng hoành đo được là 88 nha. Tổng hoành đo được 88. Cây cao là 40. Chậu 50, chậu 59 nhân cho 36 lọt lọc. Rồi, cây này nhà vườn em giao lưu là 2,5 triệu bao ship nha. Hoành đo được là 88 nha. Hoành 88. Thì cái đầu ngọn này là nó bị khô lũ rồi nha. Cái đầu này nó bị khô lũ rồi. Thì mình có thể mình lấy đâu mình lấy chi này mình lên làm đầu cũng được, hoặc như thế nào đó tùy theo nha. Đó, mình có thể mình chế thêm. Phôi này thì rất là lùng lực nha. Nó có một cái chi này mình có thể mình kéo lên làm đầu được này. Đó, làm đỉnh được nha. Đó, mình nuôi thêm là nó sẽ lên đỉnh được. 2,5 triệu bao ship nha. Phôi VIP luôn. Phôi này thì em rất là mê. Rất là lực cây luôn. Hai triệu rưỡi bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Mã số 491. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm cẩm thị nha. Một cụm cẩm thị hay còn gọi là kim cương đen, cụm khủng luôn đó nha. Cụm khủng liền sống khỏe luôn. Cụm này có mã số là 134 nha. Rồi, tổng hoành đo được là 265. Cái hoành thân ở đây nha. Hoành thân ở đây đo được là 30. Cao đến đầu thân chính là
75, cao lên đến ngọn là 100. Bầu ươm là 125. 125 nhân cho 125 nhân cho 70 nha cả nhà. Đây. Rồi camera quay gần lại cho mình tham khảo luôn nha. Rồi cụm này thì nhà vườn giao lưu nhanh là 6 triệu bao ship nha. 6 triệu bao ship giao lưu nhanh luôn. Đó, cụm liền luôn nha. Cụm liền rất là đẹp luôn. Cái này về mình làm khóm rừng là ok luôn đó nha. Cái này về mình lên cái khay khóm rừng là ok luôn. Mã số 134 nha. Cụm liền luôn nha, cụm liền ok luôn. Rồi camera đi qua đây là. Đây. Cụm rất là khủng nha. Đi qua đây. 6 triệu bao ship nha cả nhà. Nhà mình xem tham khảo luôn. Quá đẹp cả nhà. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi nhà vườn, thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm rừng cẩm thị nha. Cụm này thì mình kiểm tra thì thấy nó chung cốt nha cả nhà. Cái này có mã số là 135. Tổng hoành đo được là 114 nha. Tổng hoành đo được là 114. Rồi một cái hoành ở đây nè. Hoành ở đây đo được là 16. Cây cao nha. Cây cao là 88. Cao 88 nha. Bầu đất hiện tại là 60. 60 nhân cho 45. Rồi cụm này nhà vườn giao lưu nhanh dọn vườn luôn nha. 1 triệu rưỡi bao ship nha mình. 1 triệu rưỡi bao ship. Cái này nhà vườn cũng mới tút lá để cho nó nhìn thấy cái bộ dâm nhiều hơn nha. Rồi camera quay gần lại cho lướt cho khán giả mình xem cái cụm rừng nha. Đây. 1 triệu rưỡi bao ship nha cả nhà. Nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi đấy, quay lại ở sau cho mình xem luôn nha. Đây cả nhà. Ở đây. Ở phía sau đây. Mình xem tham khảo luôn nha. 1 triệu rưỡi bao ship nha nhà mình. Nhà mình xem tham khảo. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn, thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi mung sừng nha. Phôi mung sừng sống khỏe lùng lực luôn. Cái này có mã số là 137 nha. Hoành gốc đo được là 79. Hoành đây đo được là 29 nha. Cây cao đến đầu thân chính là 72. Cao lên đến ngọn là 86. Bầu ươm hiện tại là 55 nha. Bầu ươm hiện tại 55. Cái này nhà vườn giao lưu nhanh là 800k bao ship nha. Phôi mung sừng luôn. Lùng lực này. Đế trải luôn nha. Đế trải đẹp luôn. Cây sống khỏe rồi nhà mình yên tâm. 800k bao ship nha. Cây này thân cốt đặc luôn. Cái này nè. Ngay chỗ này nè. Mình có thể mình điêu khắc thành một cái tượng gì ngay chỗ này cũng được nha. Ngay chỗ này nó là thân cốt đặc. Đó. Ngay chỗ đây nè. Mình điêu khắc cái gì ngay chỗ này là ok luôn nha. Đó, còn không thì mình chơi bonsai bình thường thôi. 800k bao ship nha. Mã số là 137. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.
Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm liên nha, cẩm liên. Cái dòng này thì cũng khá là mới mẻ đối với anh chị em mình nha. Nhưng mà cây rất là già và da rất là đẹp nha, da nó rất là dày và đẹp, lũa thép luôn. Rồi cây này có mã số là 138 nha. Cái này nó ho chùm màu vàng đẹp đó nha. Tổng hoành đo được là 150. Tổng hoành là 150 nha. Cây cao đến đầu thân chính là 65. Bầu ươm là 68. Cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 1,5 triệu bao ship nha nhà mình. 1,5 triệu bao ship. Rồi camera quay gần lại cho mình xem này. Lũa này, lũa thép này, lũa thép này. Đó, lũa này là khỏi cần tác động máy móc gì luôn nha. Cái này là mình để nguyên rin mình chơi thôi, về mình uống tạo cành là ok thôi nha. Đó, thì cái dòng này nói chung là khi mà lá non á thì cái lá nó sẽ to, nhưng mà khi mà nó gần nắng lại thì cái lá nó cũng khá là nhỏ nha. Đó, cũng vừa thôi, nhưng mà mình phải gần nắng nha, mình để nắng 100% thì cái lá của nó mới rút lại đó. Còn khi mà cái lá non ra thì cái lá nó sẽ to đó, nhưng mà khi nó gần lá lại thì nó cái lá nó cũng nhỏ nha. Đó, và quan trọng là mình vô dây, mình thùng bonsai thì cái lá nó không có to được nhiều nha. Đó, 1,5 triệu bao ship giao lưu nhanh luôn nha. Đó, như mình xem tham khảo này, phôi khá đẹp luôn nha. Đó, phôi quá ok luôn, dọn vườn nhanh luôn. 1,5 triệu bao ship nha. Cây này lũa ok luôn, lũa vip đẹp luôn đó nha. Cẩm liên nha. Lũa rất là ok luôn, lũa thép đẹp luôn nha. Đó, mình xem. Đó, review cận cảnh lại một lần nữa cho nhà mình xem cái lũa của nó nha. Lũa này là lũa thép luôn rồi nha. Đó, lũa thép nguyên rin luôn, rất là đẹp. Rồi, nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm liên nha. Mã số là 140. Cây này đã sống khỏe rồi, nhà mình yên tâm. Dòng này cái da nó rất là đẹp, rất là già luôn nha. Cây này form thiên nhiên khá là ok luôn này, thân lắc lượng luôn nha. Rồi, hoành gốc ngay chỗ này nha. Hoành chỗ này đo được là 60. Hoành ở đây đo được là 33. Cây cao là 93. Bầu ươm hiện tại là 45. 45 nhân cho 50 nha, 45 nhân 50. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 1,2 triệu bao ship nha. 1,2 triệu bao ship. Cây rất là duyên luôn nha. Ở đây nó có một cái hốc lũ nè. Hốc lũ đẹp luôn nha. Đó, ở đây có một cái hốc lũ nè. Ở đây có lũ thép nữa nè. 1,2 triệu bao ship, rất chi là mềm luôn. Cái lọc non của nó rất là đẹp nha. Lọc non của nó nè. Lọc non của nó rất là đẹp. 1,2 triệu bao ship nha, cẩm liên. Rồi, nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi, nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây hải châu nha, thành phẩm luôn, cây ấm tàn luôn đó nha. Rồi, cây này có mã số là 141 nha. Rồi, cây rất là già luôn. Tổng hoành đo được là 45. Tổng hoành 45. Rồi, một thân. Hoành thân lấy 8. 8. Cây cao 70. Cao 70. Tán rộng. Tán rộng 95. 95 cỡ 100 á cả nhà, cỡ 100. Nằm trong lòng chậu 55. Chậu 55. 55 nhân cho 45. 45. 55 nhân 45 nha. Ở tầm đó. Cái này là cụm chung liền luôn nha. Nói chung là nó liền lạc với nhau, cây rất là già luôn. Đế nè, đế rất là già luôn nha.
mình xem tham khảo luôn. Cây này thì nếu mình ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn nha. Số điện thoại nhà vườn sẽ để trên bài luôn. Rất là già. Form thiên nhiên nha. Rất là đã luôn. Lá nó đây đó nha. Lá này thì mình càng tuốt lá thì nó sẽ càng gút lá nha. Cây này thì ra trái rất là nhiều đợt rồi. Cây thành phẩm nha nha. Mình xem tham khảo luôn. Cây này rất là lâu năm rồi đó nha. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây hải châu thành phẩm nha. Cây form thiên nhiên luôn. Cây lá nhỏ nha. Rồi cây này có mã số là 142. Rồi hoành gốc nè. Hoành gốc 14. 14. Rồi cái hoành thân này. Chính là 8. 8. Cây cao 70. Cao 70. Cây nằm trong lòng chậu 34. 34. 34 nhân cho 24 lọt lòng nha. Thì mình xem tham khảo luôn. Rồi cây này thì nhà vườn giao lưu là 2,5 triệu bao ship nha, cả chậu luôn. 2,5 triệu bao ship cả chậu nha. Thì mình xem tham khảo luôn. Cây form thiên nhiên nha, cây thành phẩm. Cây này trái rất là sai luôn đấy nha. 142, 2,5 triệu bao ship nha. Cả chậu luôn, nhà mình xem tham khảo luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam núi trái nha, thành phẩm. Cây này nhà vườn nuôi là 18 năm tuổi rồi cả nhà. Cây này rất là già luôn nha. Rồi cây này có mã số là 143 nha. Rồi con đo cái hòn gốc trên này thôi, khỏi đo dưới kia. Sao con lòn qua cái đó. Rồi con đo cái hòn gốc đó. Hòn gốc là 9. Hòn gốc là 9 nha. Cao 80. Chậu lọt lòng. Chậu lọt lòng 40. Rồi chậu lọt lòng 40 nha. Đó, cây rất là già, đế rễ nơm luôn này. Tán rộng. Tán rộng 70. Tán rộng 70 nha. 70 hay 70? 70. Đó, tay chỉ cành này rất là già luôn nha. Cây này thùng chậu 18 năm rồi cả nhà, rất là già rồi. Bây giờ thì mình hữu duyên giao lưu, được duyên thì với anh chị em cô chú mình rước em nói luôn nha. Cây này thì mình ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn nha. Cây rất là già, cây đang đây đây, trái luôn nha, đây chùm trái đây nè cả nhà, chùm trái đây nha, đó như mình xem. Rồi mã số 143 nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Đây là một cây sam núi trái thành phẩm nha. Cây này nó cũng diện cây cổ cả nha. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Số điện thoại nhà vườn có để trên bài luôn.
Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam núi trái thành phẩm nha. Cây có dáng đổ rất là đẹp luôn. Trái nè, trái quá trời trái luôn, rất là sai trái nha. Đây nè. Đó, đang ra trái rồi mà còn đang ra đợt trái tiếp nữa nha. Đó, rất là nhiều luôn. Cây này gọi là siêu trái nữa nha. À, trái ăn chua chua ngọt ngọt nha. Rồi cây này có mã số là 144 nha. Rồi cái con đo cái hành chỗ đây, rồi hành chỗ này. Hành chỗ này là 8. 8 này, rồi cao. Cây cao tới ngọn là 39. Lên đến ngọn mà cũng có trái luôn này nha. À, con qua bên này, qua bên này, qua bên này con đo chiều phóng ở đây xuống đây. Đó. Chiều phóng là 79. 79. Rồi chậu. Cây nằm trong lòng chậu 22. 22 con đo chậu cao. Chậu cao 34. Rồi 34 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 4 triệu bao ship luôn nha, cả chậu rồi luôn. Cây này rất là ok luôn đó nha. 4 triệu bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, sam núi trái thành phẩm luôn. Trái là bao trái nha. Đó, cây đang có trái luôn nè. Wow. Trái không nhìn vô trái nhiều hơn lá luôn đó nha. Trái nhiều hơn lá luôn nha. Chỉ có 4 triệu bao ship thôi. Nè, trái mặt trên mặt dưới đều có hết luôn. Đó, cái này là mình yên tâm luôn nha. Đó, cái ngọn thì về mình làm sơ sơ nữa là ok rồi. Trái không à? Nhìn trái nhiều hơn lá luôn. 4 triệu bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam núi trái nha. Cây này cũng thành phẩm luôn rồi. Trái nè. Đang làm trái nha. Nè, cây đang đậu trái nè. Đó, cái nụ này là nụ trái nha. Rồi, cây này có mã số là 145. 145 nha. Rồi, hoành góc đo được là không, không đo bên trên này cũng được. Trừ hao ra. Trên cái này. Đó, rồi đúng không? Trừ hao ra một chút. Cái này có đo là rồi. 10 đúng không? 10 luôn. 10. Cây cao. Cây cao 52. Cao 52. Cây nằm trong lòng chậu 25. Rồi, nằm chậu 25. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 2 triệu 8 bao ship nha. Cả chậu rồi luôn nha. Cây thành phẩm rồi. Rồi trái nè. Trái quá trời luôn. Rồi nó đậu trái nè. Đó, nụ này là nụ trái nha cả nhà. Đó, cái này là xong là nó đậu, nó làm trái luôn. Trái sam núi là ăn ngon nha. Mã số 145. 2 triệu 8 bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi, mã số 254 nha, là một cây quýt rừng. Sống khỏe nha, thân đẹp luôn, đế đẹp luôn đó nha, đế trải đẹp luôn. Hoành góc đo được là? Hoành chỗ đo là 61. 61. Cây cao 95. Cao 95. Bầu đất 55. 55. Nhà vườn coi giao lưu nhanh, cây quýt rừng này chỉ có 600 bao ship. Rồi, 600k bao ship dọn vườn nhanh cho cây quýt rừng này luôn nha. Quá mềm luôn. Đó, cây này thì ở cái mặt đây nha. Cái mặt đây là mặt khô lũ này. Đó, còn cái mặt sống là cái mặt này. Đó, mặt này nó lên trên ngọn luôn nha. Đó, 254 nha. 254, 600k bao ship dọn vườn nhanh luôn nha. Nhà mình xem tham khảo. Nếu hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi, mã số 152 nha, là một cây cẩm thị form thiên nhiên. Sống khỏe luôn nha. Cây này là dáng, này là dáng kêu là mình kêu là dáng phong tranh. Hoành gốc 39. Hoành gốc 39, con đo cái hành nhỏ luôn á. Con đo cái hành nhỏ luôn. Hành nhỏ 11 nha. Rồi, hành nhỏ 11. Cây cao 80. Cao 80. Tán là 99. Tán 99. Bầu đất 36. Nhà vườn có giao lưu cây cẩm thị này. Rồi, cây cẩm thị này nhà vườn giao lưu nhanh luôn nha. 1 triệu 2 bao ship. Trời ơi, quá là mềm luôn. 1 triệu 2 bao ship cho cây cẩm thị. Mã số 152 dọn vườn nhanh. 1 triệu 2 bao ship. Rồi, mã số 152 nha. 1 triệu 2 bao ship cho cây cẩm thị form thiên nhiên này luôn. Quá đẹp luôn nha. Dán phong tranh luôn này cả nhà. Đó, quá ok luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn.
số 826 nha, là một cây dúi quái mini, cây dáng đổ đẹp luôn nha. 750k bao ship. Rồi con đo hoành gốc, hoành thân. Hoành gốc là 11. Hoành thân là 11 nha. Chiều phóng là 27. Chiều phóng 27. Cây nằm trong lòng chậu 20. Rồi chậu 20. Nhà vườn coi giao lưu nhanh cây dưới quái thì chỉ có 750 bao ship cho mã số 826 dọ vườn nhanh 750 bao ship. Rồi 750 bao ship nha. Cây dưới quái mini này rất là đẹp luôn. Đó, thân co lắc quái đẹp luôn nha. Dáng đổ đẹp luôn nè. Ở nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn em luôn. Đó, chậu là chậu nhựa nuôi nha. Dọn vườn nhanh chỉ có 750 bao ship. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cảm ơn Thông Nguyễn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm cẩm thị nha. Cụm này chung cốt luôn. Mã số là 146 nha, 146. Tổng hoành đo được là 88. Hoành thân đây đo được là 26. Cây cao là 80. Bầu đất là 46, bầu đất 46. 46 nhân cho 38 nha, 46 nhân 38. Rồi cái này nhà vườn giao lưu nhanh là dọn vườn nhanh luôn nha. 800k bao ship. Dọn vườn nhanh luôn. 800k bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cụm chung cố luôn nha. Bao ship nha. Dọn vườn nhanh luôn này. Cụm cẩm thị nha. Đó, sống khỏe rồi. Cái này về mình chỉ việc lên chậu thêm chất trồng nữa là ok thôi nha. 800 bao ship. Đó, nhà mình xem tham khảo luôn nha. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng tím lá trung nha. Cây này mã số là 150. Cái này đã sống khỏe rồi. Cái này về mình để rinh cũng được, hoặc là mình ghép tường vi cũng được nha. Cái nào thì tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Hoành gốc đo được là 113. Cây cao là 106. Cây cao 106 nha. Bầu ươm hiện tại là 60. Bầu ươm 60 nha. 60 nhân cho 43. Rồi cây này nhà vườn em giao lưu nhanh luôn. 1.2 triệu bao ship nha. 1.200k bao ship. Cây khá là to nha. Đây. 1.200k bao ship nha nhà mình. Bằng lăng lá trung. Đó, cái này về mình ghép tường vi hoặc là mình để rinh gì cũng đều ok nha. Một ngàn hai trăm k bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng tím lá nhỏ khủng luôn nha. Bể này bể khủng luôn. Đó, bể rất là khủng, sống khỏe luôn nha. Rồi, cây này có mã số là 151 nha, 151. Tổng hoành. Rồi, tổng hoành mình đo như thế này thì được là 250 nha, 250. Rồi cái cổ chỗ này mình đo được là 75. Cây cao nha. Cao là 80, cao 85. Bầu ươm hiện tại là 110. 110 nhân cho 76, 110 nhân 76 nha. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu là 4.5 triệu bao ship nha. 4.5 triệu bao ship luôn. Rồi, camera quay gần lại chi tiết cho quý khán giả mình xem luôn nha.
Ở cái đây là hốc lũa nha, hốc lũa thép luôn. Cây khá là khủng này đó nha. $4,500 bao ship nha, nhà mình xem tham khảo luôn. Quá khủng luôn. Một người nhúc nhích không nổi luôn rồi nha. Liền luôn nha, cụm liền luôn. Cái này là liền luôn nha. Đó, móc đầu ở trên này luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. 4,500 bao ship. Bằng lăng tím lá nhỏ khủng nha. Nhà mình xem tham khảo, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Đưa nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên nha. Cây tè thiên nhiên luôn. Cây này có mã số là 152 nha. Tổng hoành đo được là 90. Một cái hoành thân này đo được là 27 nha. Cây cao đến đầu thân chính là 73. Bầu đất là 50. Tán rộng nha. Tán rộng là 115. Tán rộng 115 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh luôn nha. Là 2,2 triệu bao ship nha mình. 2,2 triệu bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây sống khỏe rồi, nhà mình yên tâm. Cái này về mình chỉ việc tháo bọc lên chậu thêm chất trồng nữa là ok thôi. 2,2 triệu bao ship nha. Rất chi là mềm luôn. Dọn vườn nhanh luôn nha. 2,2 triệu bao ship. Cây tán thiên nhiên luôn nha. 2,200 bao ship nha. Cây bộ tán quá đẹp luôn. Này, bộ tán này quá ok luôn nha. 2,2 triệu bao ship thôi, rất chi là mềm. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng tím lá nhỏ khủng luôn nha. Phôi khủng luôn, sống khỏe rồi. Cái này có mã số là 154 nha, 154. Tổng hoàn nha. Tổng hoàn em đo được là 200. 200 nha đó nha. 200. Cái thân ngay chỗ này đo được là 50. Cây cao nha. Cây cao là 92, cao 92. Bầu ươm là 90. Bầu ươm 90 nha. 90 nhân cho 65, 90 nhân 65 nha. Rồi phôi này nhà vườn giao lưu là 4,5 triệu bao ship nha mình. 4,500 bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. Lùng lực bonsai luôn nha. Liền cốt luôn. Cụm liền luôn nha. Cây này nó có ngậm viên đá ở đây nữa nha. Đó, ngậm viên đá ở đây nữa nè. 4,5 triệu bao ship. Hàng khủng vậy đó nha. Cây này cây khủng luôn. Lũ âm thân. Nè, lũ âm thân luôn nha. Lũ riêng âm thân luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Rất là khủng. Rồi, quần qua đây lại. Đế đẹp luôn đó nha. Đế rất là ok. $4,500 bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm bằng lăng tím lá trung nha. Bằng lăng tím lá trung. Cụm này có mã số là 155. Cụm đã sống khỏe hết rồi nha.
cái này về mình để rinh cũng được, hoặc là mình ghép từng vi cũng ok nha. Rồi cây này có tổng hoành đo được là 130. Một cái hoành thân này đo được nha 17. Cây cao là 50. Bầu ươm là 60. Bầu ươm 60 nhân cho 50 nha. Rồi cụm này nhà vườn giao lưu nhanh dọn vườn luôn nha. 350k bao ship luôn. 350k bao ship dọn vườn nhanh cho cụm này luôn nha. Bằng lăng tím lá trung sống khỏe luôn nha. Mấy chi này chi sống em mới cắt gọn lại, mới thốn cành lại thôi. Mấy đầu này đầu sống hết nha. Cái này cũng sống luôn nha. Chỉ có cái đoạn này là khô lũa nè. Đó này thân sống luôn nha. 350k bao ship dọn vườn nhanh luôn. Quá mềm luôn cả nhà ơi. Cụm liền luôn nha. Bằng lăng lá trung. Quá mềm luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Chỉ có 350k bao ship thôi. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi mung sừng sống khỏe luôn nha. Phôi này có mã số là 156 rồi cả nhà. Tổng hoành đo được là 90. Một cái hoành thân ở đây đo được là 27. Cây cao nha. Cao là 60. Bầu ươm là 55. 55 nhân cho 55. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh luôn nha. 1 triệu bao ship. Lũ âm thân luôn cả nha. Đây, lũ âm thân luôn. Đây. Hóc lũ âm thân luôn nha. Chỉ có 1 triệu bao ship thôi, dọn vườn nhanh luôn nha, phôi mung sừng. Đây cả nhà. 1 triệu bao ship nha, 1.000k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe luôn nha. Cụm này có mã số là 157. Tổng hoành nha. Tổng hoành đo được là 192. 192 nha. Cụm này liền cốt luôn. Cao là 80. Cao 80 nha. Bầu ươm hiện tại là 100. Bầu ươm hiện tại 100 nha. 100 nhân cho 65. 100 nhân 65 nha. Rồi cây này nhà vườn em giao lưu nhanh, dọn vườn luôn nha. Dọn vườn nhanh cụm này 1.8 triệu bao ship luôn. Dọn vườn nhanh luôn nha, 1.8 triệu bao ship. Rất chi là mềm luôn cả nhà. Đó, quá mềm luôn. Bằng lăng tím lá nhỏ nha. Đó, sống khỏe liền cốt, 1.8 triệu bao ship thôi. Dọn vườn nhanh luôn. Quý anh chị em cô chú mình xem tham khảo luôn nha. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi, camera girl qua bên phía này review thêm cho khán giả mình xem nha. Đó, cụm liền luôn, 1.8 triệu bao ship thôi, dọn vườn nhanh. Quá mềm luôn. Mã số 157 nha. Chỉ có 1.8 triệu bao ship thôi. Dọn vườn nhanh luôn. Đó, cụm liền luôn nha. Lũ âm thân nha, lũ âm thân. Đó, lũ âm thân. Quá mềm luôn, 1.8 triệu bao ship thôi nha. Dọn vườn nhanh luôn nè. Rồi camera quay qua đây lại nữa là ok luôn nha. Rồi mã số 158, 1.800k bao ship cho cụm bằng lăng này luôn nha. Nhà mình xem tham khảo, hữu duyên ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi mung sừng sống khỏe luôn nha. Liền cốt luôn, lũ âm thân luôn nha. Cụm này có mã số là 158. Tổng hoành đo được là 123. Tổng hoành đo được 123 nha.
cây cao là 57. Cao là 57 nha. Bầu ươm là 68. Bầu ươm 68 nhân cho 48 nha. Bầu ươm 68 nhân 48. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh luôn 1.200.000 bao ship nha. 1.200.000 bao ship cho phôi mung sừng này luôn. Rất chi là mềm luôn nha. Đây, camera G quay lại gần đây xem nè. Cameraman không chịu đâu, chịu camera G nha cả nhà. Đó. Camera G nha. Bữa nay có thêm cái ngôn ngữ là camera G. Rồi 1.200.000 bao ship cho phôi mung sừng này luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Quá mềm luôn nè cả nhà. Đó. Rất là đẹp, sống rất là khỏe rồi nha. Cái này về mình lên chậu thêm chất trồng nữa là ok thôi. Mung sừng nha cả nhà. Mung sừng là một dòng cây gỗ quý cả nhà. Đó. Gỗ mung sừng thì khỏi phải bàn rồi, rất là đẹp. Rồi camera G quay lại đây dòng nữa là ok luôn nha. Camera G 1.200.000 bao ship. Nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi, Kim Sơn thân chào cả nhà luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một tác phẩm sam núi dáng đổ đẹp luôn cả nha, thành phẩm luôn nha. VIP luôn cả nha. Đó. Giờ em chấp nhận em làm đôn luôn nè. Camera quay kỹ kỹ lại cả nha. Cây này là sam núi bông nha cả nhà. Sam núi bông thành phẩm. Ôi sao sao ôm game mà chạy. Từ từ anh cho em mượn tí xíu. Đó, cây này thì quý anh chị em cô chú mình mà ưng ý thì cứ inbox cho Sơn nha. Đó, rất là đẹp luôn cả nhà, cây thành phẩm rồi. À, mượn người mẫu anh Trần Quang Mến lên phụ gái anh Mến. Đó, wow, hôm nay hên quá cả nhà. Thuê được người mẫu. Đó. Anh Mến rồi cả nhà. Nghe cái tên là đã thấy Mến rồi cả nhà. À, anh đo cái gang tay thử, anh đo cái gang tay từ ở à, đúng rồi, lên trên này luôn. Dạ, đo thẳng là đo thẳng đường chim bay á. Ủa, con cao cao đó. Ba gang. Đó, rất là đã rồi đó nha. Ba gang quá lợi rồi, cây này có như là có đường suối chảy luôn. À, đường suối chảy lũ nha cả nhà. Đó. Đây có rãnh rồi, cây này có rãnh xuống này, chắc là đẹp đó. Rất là đẹp rồi. Anh Mến có chơi bonsai không anh Mến? Không, trước giờ em không có chơi mấy cái cây cảnh. À, chơi cảnh nhưng mà bây giờ là có một cái ý tưởng là muốn chơi cây cảnh không? Cũng chưa đó. Cũng chưa luôn. Chưa. À, chơi gái có chơi chưa? Hả? Chơi gái có chơi chưa? Cái đó hồn nhắn tin Zalo. Ai bóc rồi cả nhà. À, cái đó ai bóc rồi. Nhắn tin Zalo đi. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, cây sam núi này thành phẩm rồi nha cả nhà. Nhà mình nếu mà ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn cho Sơn luôn nha. Số điện thoại Sơn sẽ để trên bài luôn nha. Rồi thân chào và hẹn gặp lại. Dạ rồi, mã số 597 nha, là một cụm hải châu form thiên nhiên. Tổng hoành 60. Rồi, tổng hoành 60 nha. Hoành lễ 18. Hoành lễ 18 cũng đo cái hoành trên này luôn. Hoành là chỗ này luôn. Hoành chỗ đo là 28. 28, lá đẹp luôn nha cả nhà. Cây cao 39. Cao 39. Cây nằm trong lòng chậu 45 nhân cho 27. 45 nhân 27 nha. Nhà vườn con giao lưu nhanh cây hải châu này chỉ có 1.500.000 bao ship. Rồi, 1.500.000 bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. 1.500.000 bao ship cho cây hải châu mã số 597 dọn vườn nhanh 1.500.000 bao ship. 404 nha, là một phôi hải châu. Nhà vườn đang định hình theo kiểu rừng trên thân nha, liền luôn. Đo ngay chỗ cái hoành này đây. Hoành chỗ đo là 20. Rồi, hoành chỗ đo là 20 nha. Chiều phóng là 52. Chiều phóng 52. Cây cao tới ngọn là 34. Cao đến ngọn 34. Cây nằm trong lòng chậu 45. 45. Nhà vườn con giao lưu nhanh cây hải châu này chỉ có 2.000.000 bao ship. 2.000.000 bao ship cho cây hải châu này nha. Cộng cảnh. Xem anh. Dạ rồi, ok anh nha. 2.000.000 bao ship. Số là 811 nha, là một cây linh sam siêu bông ghép lũ hay còn gọi là tanuki nha. Hoành chỗ đo là 27. 27.
Rồi, đo đo chiều phóng gì cũng được. Chiều phóng chỗ đo là 60. 60. Cây nằm trong lòng bầu đất là 30. Rồi. Nhà vườn coi giao lưu nhanh cây linh sam siêu bông này chỉ có 400 bao ship. Linh sam siêu bông ghép lũ nha. Linh sam siêu bông ghép lũ. Đây cái cái đây là cái rãnh ghép này cả nhà. Ghép nè, ghép vô đây. Đó. Và cây đang phát triển rất là tốt nha. Cây cũng vô dây định hình rồi. Còn cái lũ là lũ gì thì mình không biết nha, nhưng mà nó là lũ dạng lũ không có bị mục nữa. Lũ anh em thường hay gọi là lũ thép đó nha. 400k bao ship nha. Dòng siêu bông này ho rất là ác liệt luôn nha. Mình xem tham khảo luôn.